thành quả quá trời hấp dẫn, mặt đầy hết trơn, mặt này già lâu năm. Lên cho quý à. Chiều non chặt thoải mái đi. Đi chùa đủ mấy bữa nay 16, 17 rồi. Ngay chăn ngày luôn đủ. Má giữ rồi ta. Đợi xíu đi. Buông kịch kịch luôn rồi. Đợi xíu đưa lên xong cho nó cái. Nghĩ luôn, đồ đạc kia để luôn. Má cuối cùng đủ, má thằng cha đéo lại con à. Mà đâu hàng nó mạnh đủ nghe thôi, sao lúc đủ mới ra được. Giờ còn gì hư rồi. Má thì cậu là già. Hy vọng có mặt già luôn. Mấy tàng đó có như bỏ rồi đó mày. Có mặt già đó. Không, mặt này được đó. Ok đó. Được anh. Mặt này mặt già ngon nữa. Mặt này mặt già. Đây nè, bên đây nè. Lật qua đây nè. Né ra siêu nhân. Môi dựa ta lắm. Môi ra phét rộng lại đi. Mấy cái tàn đó coi như bỏ ngoài rồi, đâu lấy có nhiêu mật đâu mà sợ. Lấy cái nước mật lên thôi. Ừ. Để siêu hư vô, dựa cạo lại. Hử? Nói chặt. Để siêu gã vào, dựa cạo lại. Giờ mẹ giao thì kêu siêu nhân mua cho mới. Đủ. Cho siêu nhân đầu tư cho cái dao. Rồi bỏ khối đi. Mẹ khối đâu còn rỉnh, đủ ống chưa rỉnh hả? Đây muốn rỉnh này cô. Không mạnh. Né ra đây. Nó bọc ra đựng cưng. Nó đồ lót. Chặt tà lá chuối kìa. Chủ yếu chắc mặt nằm tầng trên nè. Phút tên rồi. Không dưới toàn mấy tàn tụi cùi thôi. Trời ơi, giao tặng cái tàu chú mơ non mới đây nè má. Mấy tàu chú non đó đó. Dạ, chặt tàu chú non của ta đó. Bên đây nè, bên đây có tàu non nhất đó. Dạ. Cái đầu tàu dính lên ta đó. Ừ. Ừ. Trời ơi, trời ơi. Chặt đại xong luôn chứ không. Mặt này à, con nhiều quá. Ở trên còn sâu không? Còn. Sâu gì mà hy vọng là còn ở tầng trên nó đủ. Cái kèo bên hông lấy được không? Yeah. Bên hông còn cái kèo đó lấy cho chống tay đi lấy dễ. Hấp liền dục. Lấy cái kèo bên hông cho chống tay đi lòn vô lấy cho dễ một chút. Đó em cũng có được không? Có nuôi luôn hả? Có à, cứng dữ vậy. Hả à, tôi nghĩ chắc gãy rồi đó. Em bẻ luôn, nó dai quá. Dạ. Dạ cứu rồi trời. Em hay ăn vậy. Mà có. Ừ. Bị gãy rồi. Gãy. Hết mặt. Có mặt già nữa. Nè. Hấp. Cạnh đây nè. Đủ má nguyên cục luôn nè. Đi để không, chảy. Không được mặt nữa. Nó cục bên đây nè. Thằng này hấp đi. Không. Thằng cục ấy. Hồi đi tính. Đó này nè. Nó mặt. Cái đuôi quế này. Má gắt lỏng quá. Ngon. Đúng ngon. Ông này ông nè. Má mặt nè. Nguyên chi đó xin nhân. Vừa mặt vừa phóng qua luôn. Má nè. Chết mẹ em.
nó lỗi đè nó. Quá ngon. Ăn đi mặt nè. Được mặt nè. Giờ phút này mặt không ạ? Vào luôn rồi. Có 20. Có mặt có khoáng qua luôn á. Giờ mới tới sớm này người quen sao rồi. Nè mặt nè. Nguyên chi luôn á. Ừ nghe mày. Nó rất ngon rồi. Ngon. Cái này không có mặt đó. Mặt nó nằm phút chơi nó bẻ gãy ngang rồi. Bẻ ngang rồi. Đây đó. Mấy ông mình ngon hơn mặt chơi hơn quý. Mặt già có giá trị hơn. Mấy mặt non này nó ngon hơn mặt ông gừng mà lấy tảng bự á, mà ông gừng tảng bự không bằng nó. Anh Lan ngày 30 có mặt, ngày này có mặt nữa. Mặt già này không tính. Không tính chi anh ơi. Kìa. Kìa. Rồi. Má nguyên dĩ á. Nó dài luôn á. Nằm được một đoạn á. Này dục mẹ nó. Ờ, mấy cái tàn này dục được tại già quá. Già quá con ít mà mặt cũng ít. Ủa mẹ vui, dục. Má vui dục kinh cho cá. Đủ má thịt đủ. Chỉ tích vô tay mày nó đủ má. Đó, con mặt á. Đấy nè. Má chú ý. Ôi, má gãy ngang đó, hết sức rồi. Má cái này nè, mặt đều lỗ cho nè. Mặt đẻ con vô đó cũng khó lấy. Dạ thì nó ra kẹo trắng trắng. Mẹ tôi thương tụi bay lắm, tụi bay bù bù ve tao hoài vậy. Có gì vậy? Còn. Còn già quá. Nó cũng có mặt nó cưng. Đem về ai ăn rồi. Ủa để mẹ. Còn nữa hả? Quá bông này bự ghê ta. Thì hết nè. Tay này, tay này nè. Cuối cùng rồi đó. Không ông địch. Về trời đi đủ mẹ em bu rồi. Cái mặt mẹ rồi. Thì non hả? Đẩy mình cũng non rồi. Đây để lấy mặt xuống nè. Ăn ngọt, ăn có miếng ngọt gắt ta. Mày ăn kiến gì ba? Mày ăn ông gì nè? Ăn kiến hả? Má mặt nhiều quá. Khó lấy này. Nhiều quá hả quý? Từ từ bẻ một nửa thôi. Quá đẹp. Má ăn miếng này ngáo luôn. Say luôn á. Tới ngày quá anh Quy. Ông mày tới ngày đó. Dạ. Chuẩn bị đi á. Dạ mới có mặt mày không? Dạ đi luôn á mày. Chuẩn bị tách bày đó. Không đẻ mấy cái này đẻ vớt vát lại nè.
Quá ngon. Cái tên này nó đấu không phải theo tàn mà nó theo cục. Để lấy nó. Được cho Tâm coi quần Tâm chưa? Má mặt mày quá già luôn. Đỏ ao luôn. Hấp. Rớt. À, nè. Trời. Cụ mẹ ông nó cũng chui ngồi ba của ông ra mày. Vậy. Cãi nó. Má mặt có lít luôn mày. Đâu. Ít xỉu mà mày ơi. Mặt có lít luôn rồi nghe. Hết chưa? Ừ, má ăn nãy cũng bệnh luôn rồi, tao anh Quy, Quý ăn cũng bệnh luôn. Má ngon quá nghe rồi, xuống ăn nè. Thôi rồi. Vũ. Bốn ngày bốn ba ngàn. Xong. À, mấy mấy mùa đó, mặt này mấy mùa đó mới đặt. À. Ở này lâu rồi, ở này lâu mấy tháng rồi. Ừ. Quá ngon. À, thành quả. Quá trời mặt.